Bạn đã nghe về loài cua đặc biệt dùng xương rồng làm vũ khí chưa? Chú cua nhỏ này là một chiến binh sa mạc thực thụ, dùng cây xương rồng xanh đầy gai để tự vệ. Hãy tưởng tượng sống sót ở một sa mạc khắc nghiệt, xung quanh đầy kẻ săn mồi. Chú cua này làm gì? Nó rất sáng tạo, dùng xương rồng làm lá chắn đầy gai. Các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy một con cua cầm xương rồng như một hiệp sĩ tí hồn. Khám phá này thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về loài cừu và sự sống sót ở sa mạc. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá nhà vô địch nhỏ bé nhưng mạnh mẽ này. Chúng ta sẽ đến thăm ngôi nhà sa mạc khắc nghiệt của nó và xem cách nó chiến đấu. Chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao nó lại đặc biệt đến vậy. Hãy cùng tôi phiêu lưu vào thế giới của cừu xương rồng nhé. Sự thiên tài của tự nhiên được thể hiện rõ ràng, bạn sẽ không muốn bỏ lỡ điều này đâu. Cừu xương rồng sống ở những sa mạc khô cằn, đầy nắng, xa biển. Nó nhỏ, với lớp vỏ màu cát hoặc nâu đỏ hòa lẫn hoàn hảo với sa mạc. Ngụy trang là tuyến phòng thủ đầu tiên của nó, chống lại chim và thần lặn đói. Càng của nó khỏe đáng ngạc nhiên, có thể cắt những mảnh xương rồng và giữ chặt chúng. Đôi chân chắc khỏe giúp nó đi lại và đào bới trên địa hình gỗ ghề, thoát khỏi cái nặng giữa trưa hoặc nguy hiểm bất ngờ. Mọi phần trên cơ thể nó đều thích nghi để sống sót trong môi trường khắc nghiệt này. Đôi khi, vợ của nó còn bắt chước các hoa tiết của cây sa mạc khô. Khi nó mang cây xương rồng xanh, nó nổi bật, nhưng đó mới là điều quan trọng. Cây xương rồng là một lời cảnh báo, tôi được bảo vệ. Sự thích nghi thông minh này giúp xua đuổi hầu hết kẻ săn mồi. Cừu xương rồng là một bậc thầy thực sự của môi trường sống của nó, nhỏ bé, cứng rắn và luôn sẵn sàng chiến đấu. Thiết kế của tự nhiên ở mức tốt nhất, hãy xem nó sử dụng vũ khí xương rồng của mình như thế nào nhé. Cừu cẩn thận chọn vũ khí xương rồng của mình, không bao giờ quá lớn, không bao giờ quá nhỏ. Nó kiểm tra gai sắc và các đoạn chắc chắn, dùng càng khỏe của mình để cắt một mảnh hoàn hảo. Mảng xương rồng bằng một hoặc cả hai càng, nó giữ nó như một chiếc khiên. Khi nguy hiểm đến gần, cừu dũng cảm đưa xương rồng đầy gai của mình ra, cảnh báo kẻ săn mới tránh xa. Hầu hết các loài vật đều ghét gai sắc và nhanh chóng rút lui. Sự phòng thủ của cừu vua đơn giản vừa hiệu quả. Nó là một người lính tí hồn, luôn cảnh giác. Xương rồng không chỉ là một chiếc khiên, nó là một tuyên bố. Đừng có gây sự với tôi. Chiến lược thông minh này giúp cừu an toàn trong một thế giới nguy hiểm. Đó là một ví dụ đáng chú ý về sự khéo léo của động vật. Vũ khí của cừu xương rồng là huyết mạch của nó. Hãy cùng tìm hiểu tại sao xương rồng lại là một lựa chọn thông minh như vậy nhé. Gai xương rồng cực kỳ sắc bén, không kể săn mồi nào muốn ngấm đầy kim. Xương rồng đóng vai trò như một lời cảnh báo rõ ràng và một rào cản hiệu quả. Đá quá nặng và vợ có thể bị nứt, nhưng xương rồng nhẹ và gây đau khi cần. Nó vừa là vũ khí vừa là lá chắn, mang lại chỗ của một lợi thế sống sót rất lớn. Ít của xương rồng bị ăn thịt hơn, vì vậy nhiều con sống sót hơn để có con non học được cùng một mẹo. Hành vi này là chìa khóa cho sự thành công của loài. Nhược điểm duy nhất, đôi khi cừu bị một vết chích nhỏ từ chính cây xương rồng của mình. Nhưng đó là một cái giá nhỏ cho sự an toàn. Tự nhiên là tất cả về sự cân bằng, rủi ro và phần thưởng. Chiến lược của cừu xương rồng là một ví dụ hoàn hảo. Đó là một di sản của sự thành công đầy gai. Sự tiến hóa đang diễn ra ngay trước mặt chúng ta. Bây giờ, hãy xem các loài vật khác tự vệ như thế nào nhé. Cừu xương rồng không đơn độc, tự nhiên đầy những cách tự vệ sáng tạo. Hãy lấy bồ cánh cung bắn bom, nó phun chất lỏng hóa học nóng vào kẻ tấn công, khiến chúng bỏ chạy. Hoặc cá nóc, phồng lên thành một quả bóng đầy gai, quá lớn và nguy hiểm để nuốt. Một số loài cá nóc thậm chí còn độc, một sự phòng thủ kép. Bạch tuộc là bậc thầy ngụy trang, thay đổi màu sắc và kết cấu để hòa mình vào môi trường. Nếu ngụy trang thất bại, nó phun mực để thoát thân, mỗi loài vật tìm thấy cách riêng để sống sót. Từ những tia phun nóng đến những chiếc khiên đầy gai, khổ công cụ của tự nhiên là vô tận. Những cách phòng thủ này đều nhằm mục đích sống sót. Xương rồng của cừu xương rồng chỉ là một ví dụ. Những sinh vật nhỏ bé, những ý tưởng lớn, sự sáng tạo của tự nhiên không bao giờ ngừng. Hãy xem chúng ta có thể học được gì từ cừu xương rồng nhé. Sự sống sót là tất cả về sự thích nghi. Cừu xương rồng dạy chúng ta rằng động vật có thể thông minh và thích nghi đáng ngạc nhiên. Sử dụng xương rồng làm công cụ không chỉ là bản năng, đó là cách giải quyết vấn đề thông minh. Hành vi độc đáo này giúp cừu sống sót ở những nơi khác không thể. Nó tạo ra một vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái sa mạc. Việc sử dụng công cụ rất hiếm trong thế giới động vật, nhưng loài cừu này chứng minh rằng trí thông minh có nhiều dạng. Qua nhiều thế hệ, những con của sử dụng xương rồng
đã sống sót và truyền lại đặc điểm này. Sự tiến hóa thường cho sự sáng tạo và thích nghi. Ngay cả những sinh vật nhỏ bé cũng có thể là những nhà đổi mới. Câu chuyện của cửa xương rồng là một lời nhắc nhở để tôn trọng trí thông minh của động vật. Tự nhiên luôn tìm ra những cách mới để sống sót. Mọi sự thích nghi kể một câu chuyện về cuộc đấu tranh và thành công. Của sa mạc là một người sống sót thực thụ. Hãy cùng tôn vinh sự khéo léo của nó. Và hãy nhớ, sự tiến hóa không bao giờ ngừng. Chúng ta đã học được rất nhiều về chú của xương rồng nhỏ bé dũng cảm. Thiên nhiên đầy những sinh vật độc đáo, mỗi loài đều có câu chuyện riêng. Bạn không cần phải đi xa để tìm thấy những điều kỳ diệu. Hãy nhìn vào khu vườn, công viên của bạn, hoặc thậm chí trên bề cửa sổ của bạn. Hãy tò mò và quan sát, bạn có thể khám phá ra điều gì đó tuyệt vời. Những loài vật này làm cho thế giới của chúng ta phong phú và thú vị hơn, tùy thuộc vào chúng ta để bảo vệ chúng và môi trường sống của chúng. Hãy tử tế với thiên nhiên, để các thế hệ tương lai cũng có thể tận hưởng những điều kỳ diệu này. Tất cả chúng ta đều là người bảo vệ hành planet này. Từ chú của xương rồng nhỏ bé đến cá voi xanh khổng lồ, mọi sinh vật đều quan trọng. Hãy tôn vinh sự đa dạng, tiếp tục khám phá và luôn ngạc nhiên trước thiên nhiên. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng tôi hôm nay. Hãy tiếp tục học hỏi và bảo vệ thế giới của chúng ta, phép màu của tự nhiên ở khắp mọi nơi. Cho đến lần sau, hãy luôn tò mò nhé!